Trên tay mình đang cầm là một chiếc Opticon có model là Opticon M11. Như các bạn thấy thì nó có thiết kế một hình chữ nhật rất là cứng cáp. Đây. Theo nhà sản xuất thì M11 có thể chịu được độ rơi rớt là 1,2m xuống sàn bê tông, chống chịu được bụi nước theo chuẩn IP42. Toàn bộ mặt trước là một hệ thống ống kính văn học kết hợp cùng với cảm biến đa hướng, cho nên nó có được tốc độ đọc rất là cao. Nó có thể vét được mã 1D và 2D, kể cả vét được trên màn hình điện thoại với tốc độ là 120 cung trên một giây. Với sự kết hợp của tốc độ vét cao và khả năng vét đa hướng thì M11 có thể đọc được, có thể sử dụng được trong nhiều lĩnh vực yêu cầu cao về mặt số lượng cũng như về tiết kiệm thời gian, như ở trong nhà thuốc, trong siêu thị hoặc là rạp chiếu phim hoặc là trong bãi đậu xe cũng được. Bây giờ mình chỉ test cho các bạn xem về khả năng đọc của cái máy này. Đó là một màn hình khởi động của máy, có những đèn led bởi vì nó có màn chụp hình. Mình chỉ để đây đó, khả năng đọc rất là nhanh đó, trên một vạch trên chai nước đó, khả năng đọc mà vạch của nó rất là nhanh, có thể để bất kỳ hướng nào. Đó là một trong những điểm nổi bật của cái máy M11 này. Thì những thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ đến công ty thế giới màu vạch hoặc là liên hệ hotline để có thể được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Xin cảm ơn.